Hi, xin chào cả nhà. Và hôm nay đến với kênh chia sẻ cây thuốc quanh ta. Ngày hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một loại rau nha. Đây, loại rau này thì ở quê tôi trồng rất là nhiều nha. Thì Tết thì người ta trồng loại rau này nhiều để dùng để làm rau ăn nha, hàng ngày nha cả nhà. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số bài thuốc chữa cây rau cải cúc hay còn gọi là tầng ô nha. Đây, người ta trồng rất là nhiều và tốt nha. Thì cái cây tàu rau tầng ô này á là ăn chín ăn sống đều được nha cả nhà. Nếu như mình có thể kết hợp để dùng rau là để ăn sống, hoặc là mình có thể là nấu canh, hoặc là ăn lẩu cũng có thể sử dụng được loại rau này nha. Loại rau này cực kỳ gọi là mát nha. Và trong đông y thì cái rau tầng ô này là dùng để hạ huyết áp nha cả nhà. Hạ huyết áp, những người cao huyết áp á thì người ta cũng có thể sử dụng cái rau này ăn sống, cũng giống như ví dụ như là nấu canh. Hoặc là nếu mà không nấu canh ăn được thì mình có thể sắc thành dạng thuốc sắc để mình uống, để mình trị cái bệnh gọi là cao huyết áp nha. Và trị đau đầu kinh niên. Đau đầu kinh niên thì mình cũng có thể sử dụng cái rau này mình ăn hàng ngày, mình nấu chung với trứng á, hoặc là mình nấu chung với thịt để mình ăn, để mình trị cái trị đau đầu nha. Đau đầu thì mình có thể là mình còn sẽ cái giả nát và mình đắp hai bên màng tang của mình hoặc trên trán nha, để điều trị đau đầu nha. Và riêng về cái trị mất ngủ cũng có thể sử dụng cái loại rau này được nha cả nhà. Điều trị được thần kinh suy nhược, thiếu máu. Và đặc biệt là những người nào mà cao huyết áp là nên sử dụng cái loại rau này thường xuyên, bởi vì loại rau này không hề độc, có thể sử dụng hàng ngày được. Và quan trọng là mình có thể trồng nó và để ăn được hàng ngày hay không, thì cái đó là một cái nếu như nhà mình có đất thì mình cũng nên trồng một luống như vậy và mình ăn. Đó là điều trị cái bệnh cao huyết áp nha. Cao huyết áp thì mình có thể sử dụng là các bạn hái một bó khoảng nửa ký hoặc là một ký. Thôi lấy nửa ký đi, nửa ký tầng ô này mà ai mà đang bị cao huyết áp nha, mà nhức đầu rồi chóng mặt á, mình sử dụng một bó rồi mình làm thuốc, các bạn ép bỏ vào trong cái máy sẽ sinh tố và các bạn xay cho nhuyễn ra, cái dạng giống như là nước ép đó nha. Các bạn bỏ vào trong cái máy và các bạn xay và các bạn ép ra khoảng một ly nhỏ, và các bạn có thể là pha thêm một tí nước ấm vô nữa các bạn uống, và dùng ngày 2 lần nha. Dùng ngày 2 lần là điều trị về cái cao huyết áp nha. Mình dùng ngày 2 lần là mình lấy khoảng nửa ký hay là một ký gì đó, mình vừa mình bỏ vào trong máy xứ sinh tố, mình xay ra, mình có thể pha thêm với chung một cái ly nước ấm mình làm, nghĩa là mình pha vào trong cái ly đó và mình uống hàng ngày, ngày 2 lần, có thể uống vào buổi sáng và buổi trưa nha. Và buổi trưa. Còn riêng về cái chữa cái chứng gọi là đi tiểu đêm á, đi tiểu đêm là đi tiểu nhiều lần, trong đi tiểu đêm là một đêm có thể mình đi tiểu là từ 4 đến 5 lần, có khi tới 6 lần một đêm như vậy, mình đi mình rất là mệt mỏi nha. Mà đó là cái chứng tiểu đêm là bây giờ hiện tại có rất là nhiều người bị nha. Thì mình có thể sử dụng bài thuốc là mình lấy khoảng 500g cái rau tầng ô này nha, kết hợp với 50g đậu đen nha. Có nghĩa là mình hướng dẫn cho cách nấu là cái tầng ô, cái đậu đen đó mình hầm cho nó nhừ đi. Mình hầm cho nó nhừ. Và mình khi nào mà đậu đen đã nhừ rồi á là mình lấy 500g cái rau tầng ô này mình thả vào chung để mình nấu. Bởi vì nếu như mà các bạn bỏ chung cái rau tầng ô với đậu đen nấu thì đậu đen nó chưa chín là tàu rau tầng ô nó đã rục hết rồi. Thì mình nấu đậu đen cho nó chín hết đi rồi mình thả rau tầng ô này vào. Và rau này nó còn điều trị được cái chứng gọi là táo bón nha. Thì mình ai mà bị táo bón thì có thể là mình hái vào mình chấm với nước tương hay nước mắm gì đó, có nó cũng điều trị được bệnh táo bón từ cái rau này này nha. Rau này thì ăn rất là ngon, cho nên là nó điều trị đái dầm nè, điều trị cao huyết áp nè, điều trị đi tiểu đêm nè. Những người thiếu máu cũng nên sử dụng, vì trong rau tầng ô này chất sắt rất là nhiều nha. Nó cung cấp cái chất sắt và nó bổ huyết cái máu thiếu của mình nha. Cho nên là các bạn sử dụng cái rau tầng ô này rất là tốt nha. Có những cái cây rau trong vườn nhà nhưng mà đặt nó là một loại để điều trị bệnh rất là hay nha. Thì mình cũng nên sử dụng và mình thử.
Còn cái bệnh cao huyết áp này thì có người đã dùng và đã khỏi rất là nhiều ca rồi nha. Nhiều người họ dùng bị cao huyết áp á, người ta họ sử dụng bài thuốc này và người ta đã khá thành công, và ta huyết áp người ta luôn luôn ổn định, là giờ người ta sử dụng cái bài thuốc là nước ép của cái rau tầng ô này nè. Nếu như mình ép không được thì mình có thể ăn sống, một ngày là một nắm nhỏ 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 bữa ăn á, mình có thể kết hợp. Và đó là mát nha cả nhà. Và nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người cùng nhau biết thêm thông tin về các cây thuốc, cũng giống như là những cái cây rau xung quanh vườn nhà mà các bạn chưa biết được công dụng của nó nha. Tôi biết được thì tôi sẽ chỉ cho cả nhà. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha.